có phải nhân loại đang trên bờ vực tự hủy diệt? Có hy vọng nào cho tương lai? Qua bao thế kỷ, Đức Mẹ Maria đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải cho loài người. Nhiều lần, qua sự can thiệp bất ngờ của Đức Mẹ, như người mẹ đầy thương xót, Đức Mẹ đã thay đổi hướng đi của lịch sử. Trong thế kỷ 20, Đức Mẹ đã hiện ra trên 300 chỗ được ghi nhận trên toàn thế giới. Đức Mẹ đến với kế hoạch hòa bình cho thế giới, trước tiên với Fatima, Bồ Đào Nha. Fatima, Bồ Đào Nha, một trong những nơi đáng lưu tâm nhất của Trinh Nữ Maria. Nó đã trở nên tâm điểm của những sự hối cải và cứu chữa lạ lùng trong thế kỷ 20 này. Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân 1916, khi thiên thần hòa bình, tổng lãnh thiên thần Mikae cũng được giới thiệu như thiên thần của nước Bồ Đào Nha, hiện ra 3 lần với 3 trẻ trước khi Đức Mẹ hiện ra. Lần hiện ra thứ 3, thiên thần đã đích thân mang mình Thánh Chúa cho các trẻ và nhắc nhở rằng Chúa Giê-xu đang hiện diện trong các nhà tạm trên toàn thế giới. Trong những năm tiếp đó, 1917, Đức Mẹ hiện ra 6 lần với các trẻ, bắt đầu vào ngày 13 tháng 5, yêu cầu các trẻ đến nơi hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng cho đến tháng 10. Lucia dos Santos, 10 tuổi, là trẻ lớn tuổi nhất trong 3 em, với những người em họ là Jacinta Marto, 7 tuổi, và Francisco Marto, 9 tuổi, đã chứng kiến việc hiện ra. Vào ngày 13 tháng 7, 1917, Đức Mẹ đã ban lời tiên tri và khuyến cáo quan trọng cho thế giới. Mẹ yêu cầu dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Nếu những điều mẹ mong muốn được thi hành, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc thảm họa trên khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bắt bớ giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị tử đạo và Đức Thánh Cha sẽ bị đau khổ nhiều. Vài ba dân tộc sẽ bị tiêu diệt, nhưng sau cùng trái tim mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho mẹ và nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ vui hưởng một thời gian hòa bình. Đức Mẹ đã hứa một phép lạ sẽ xảy ra trong khoảng trưa ngày 13 tháng 10, 1917. Một đám đông chừng 70.000 người chen chúc nhau trong cánh đồng bị sũng nước mưa. Như đã hứa, phép lạ mặt trời vĩ đại đã xảy ra. Mặt trời như một trái banh lửa, dường như lao xuống mặt đất, khiến mọi người sợ hãi. Nhiều người nghĩ rằng họ đã chết. Sau 12 phút, mặt trời trở lại vị trí bình thường. Sinh lầy và quần áo ướt của dân chúng đã khô ngay tức thì. Hiện tượng mặt trời là dấu hiệu trọng đại của Thiên Chúa. Nó xác định sự nghiêm trọng của sứ điệp Fatima. Sau này, chị Lucia trở nên một nữ tu dòng Camelo cho biết rằng chuỗi mai khôi và áo Đức Bà không thể tách biệt được. Đức Mẹ muốn mọi người mang áo Đức Bà và lần chuỗi mai khôi hàng ngày. Fatima là nơi Đức Mẹ hiện ra đầu tiên được Giáo hội Công giáo công nhận trong thế kỷ 20. Sứ điệp nào Đức Mẹ đã trao ban cho các trẻ
và cho thế giới lúc đó. Có bốn điểm chính của sứ điệp. Thứ nhất, bổn phận hàng ngày, sống khiết tịnh tùy theo bậc sống của mỗi người. Thứ hai, cầu nguyện, nhất là lần chuỗi Mai Khôi. Thứ ba, đền tạ thánh thể, rước lễ 5 ngày thứ bảy đầu tháng. Thứ tư, tận hiến cho thánh tâm mẹ Maria cùng với việc mang áo đức bà. Chúng ta có chu toàn lời yêu cầu của mẹ chưa? Nếu chưa, chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Với sự khẩn trương gia tăng, Đức Mẹ lại hiện ra ở những nơi khác để lặp lại cùng một sứ điệp. Trong khoảng 1917 và 1932, thế giới có nhiều xáo trộn. Sự khuyến cáo đã ban cho tại Fatima và bây giờ, một lần nữa, Đức Mẹ lại ban ơn phước cho trái đất với sự hiện ra của mẹ tại Boran, nước Bỉ. Được biết đến với danh hiệu Đức Mẹ Trái Tim Vàng, Đức Mẹ đã hiện ra 35 lần trong khoảng thời gian từ 29 tháng 11 1932 đến 3 tháng Giêng 1933. Năm trẻ đã thấy Đức Mẹ trong khoảng thời gian mà trong đó sứ điệp Fatima, sứ điệp của sự cầu nguyện, sự hy sinh và sự tận hiến cho thánh tâm vô nhiễm được nhấn mạnh. Như đấng ban phát mọi ơn lành, Đức Mẹ hứa sẽ hoán cải kẻ tội lỗi. Mẹ cũng đặc biệt yêu cầu xây một nhà nguyện cho mọi người kính viếng. Boran là nơi hiện ra thứ hai được giáo hội chấp nhận trong thế kỷ 20. Chính tại Boran mà Đức Trinh Nữ Maria nhắc nhở chúng ta về ngôi vị của mẹ trên thiên đàng là nữ vương và là mẹ đầy thương xót của chúng ta. Ngay khi việc hiện ra ở Boran chấm dứt, Đức Mẹ lại hiện ra ở nước Bỉ, lần này ở tỉnh Benner. Tự xưng là trinh nữ của kẻ nghèo, Đức Mẹ hiện ra với Mariette Beco khi cô sắp lên 12 tuổi. Đức Mẹ hiện ra 8 lần, bắt đầu từ năm 1933. Trong một lần hiện ra, Đức Mẹ dẫn Mariette đến một suối nước nhỏ bên bờ rừng. Đức Mẹ tuyên bố suối nước này như được dành cho mọi dân tộc để chữa bệnh. Qua bao năm, rất nhiều việc chữa lành được ghi nhận từ nước này, suối nước cho mọi dân tộc. Vào năm 1949, Đức Giám mục của Liège tuyên bố rằng việc hiện ra có lợi cho đức tin. Sự kiện này đánh dấu lần thứ ba việc hiện ra trong thế kỷ 20 được chấp nhận. Đức Mẹ đã đến Benner để nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng mẹ là mối dây liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Giữa lúc kinh tế trì trệ, chiến tranh và sự tàn phá nguyên tử, Đức Mẹ tiếp tục bảo vệ các con của mẹ như đã hứa. Mẹ hiện ra thường xuyên trên thế giới, tự xưng dưới nhiều danh hiệu, khuyên nhủ các con cái của mẹ cầu nguyện và sám hối. Trong thập niên 1960, thế giới biến chuyển. Thuốc kích thích, những cuộc ám sát, chiến tranh và sự tiêu mòn giá trị gia đình xuất hiện đầy rẫy trên đầu các trang báo khắp thế giới. Thập niên 60 đầy sự hỗn loạn. Tuy nhiên, trong năm 1961, Mẹ Thiên Chúa một lần nữa lại khuyến cáo chúng ta những tai họa sẽ đến ở Garabandal, Tây Ban Nha. Vào ngày 18 tháng 6 1961, một thiên thần hiện ra với bốn thiếu nữ: Conchita Gonzalez 12 tuổi, Jacinta Gonzalez 12 tuổi, Mary Cruz Gonzalez 11 tuổi và Mary Loli Mazon 12 tuổi, đang khi họ chơi đùa trên con đường mòn
trong ngọn đồi xinh xắn ở Garabandal phía bắc Tây Ban Nha. Thiên thần hiện đến 8 lần trong vòng 12 ngày kế tiếp. Và vào ngày 24 tháng 6 1961, thiên thần hiện đến với tấm phuấn ở dưới chân chứa những dòng chữ mà các thiếu nữ không hiểu nổi. Ngày 1 tháng 7 1961, thiên thần nói với các trẻ là Đức Mẹ núi Camelo sẽ hiện ra với các trẻ vào ngày sau đó. Thật vậy, Đức Mẹ đã hiện ra vào ngày 2 tháng 7 1961, hộ tống bởi hai thiên thần, một là Thánh Mikae. Vào ngày 4 tháng 7, Mẹ lại hiện ra và giải thích ý nghĩa sứ điệp trên tấm phuấn mà Thánh Mikae đã cho thấy. Mẹ nói không được tiết lộ sứ điệp này cho đến ngày 18 tháng 10. Như đã hứa, sứ điệp được chuyển trao cho một hội đồng trong tháng 10 1961. Các con phải hy sinh nhiều, thử hành nhiều nghi thức thống hối và kính viếng thánh thể thường xuyên. Nhưng trước hết, các con phải sống tốt lành. Nếu không, sự nghiêm phạt sẽ xảy đến cho các con. Chén đã đầy, nếu các con không thay đổi, sự nghiêm phạt trọng đại sẽ xảy đến cho các con. Đã có trên 2.000 lần hiện ra ở Garabandal từ 1961 đến 1965. Những lần hiện ra này cũng gồm nhiều phép lạ tinh thần và thể xác. Tất cả những việc hiện ra đều báo trước cho các thiếu nữ bởi ba tiếng gọi bên trong mà các thiếu nữ diễn tả là ba niềm vui. Niềm vui thứ nhất nhẹ nhàng, niềm vui thứ hai mạnh hơn một chút, và niềm vui thứ ba thật mạnh mẽ đến nỗi các thiếu nữ phải chạy thật nhanh đến nơi họ biết rằng Đức Mẹ đang đợi họ. Mặc dầu họ phải chạy từ nhiều nơi khác nhau trong làng, họ vẫn đến nơi đã định cùng một lúc, rồi họ quỳ gối trong trạng thái ngây ngất xuất thần. Sự xuất thần của họ kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Các thiếu nữ không luôn luôn được thấy việc hiện ra cùng một lúc. Những việc hiện ra kèm theo nhiều hiện tượng khác thay đổi luật tự nhiên, như thân xác bổng trên không, sự ngây ngất xuất thần trong một vị thế tuyệt đẹp như một bức tượng mà ngay cả bốn bác sĩ cũng không thể lay chuyển nổi. Tuy nhiên, các thiếu nữ này lại có thể dễ dàng lần lượt nâng nhau lên để hôn từ biệt Mẹ Maria. Họ có thể đi tới hay đi giật lùi trên đá gập ghềnh với đầu ngửa ra sau và mắt nhìn thẳng lên trời. Và những ngày không có linh mục trong làng, Tổng lãnh Thiên thần Mikae đã cho các thiếu nữ rước mình Thánh Chúa mà chỉ có các cô mới được thấy. Vào tháng 7 1962, một hiện tượng quan trọng xảy ra giữa Conchita và Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Phép lạ này được nói trước 2 tuần. Conchita được chiều lễ từ Tổng lãnh Thiên thần và hàng trăm người đã thấy tận mắt mình Thánh Chúa. Phép lạ này được chọn để kêu gọi chúng ta lưu tâm đến sự hiện diện thật sự của chính Thiên Chúa trong phép thánh thể. Sứ điệp sau cùng của Mẹ Maria được Thánh Mikae chuyển cho Conchita vào ngày 18 tháng 6, 1965. Vì sứ điệp của Mẹ vào ngày 18 tháng 10 không được tuân theo và không được phổ biến cho thế giới. Mẹ báo cho các con biết rằng đây là sứ điệp sau cùng. Trước khi chén đầy tràn, bây giờ đang trào ra. Nhiều hồng y, nhiều giám mục và nhiều tu sĩ đang trên đường diệt vong và kéo theo nhiều linh hồn với họ. Phép thánh thể càng bị coi thường. Các con phải tránh xa sự thịnh nộ của Thiên Chúa bằng chính nỗ lực của các con. Nếu các con xin Ngài tha thứ với lòng thành khẩn, Ngài sẽ tha cho các con. Mẹ là mẹ các con. Qua sự can thiệp của Tổng lãnh Thiên thần Mikae, Mẹ yêu cầu các con hãy cải thiện đời sống. Mẹ yêu các con rất nhiều và không muốn các con bị trừng phạt. Hãy cầu cùng Chúa Mẹ với sự thành khẩn, và Chúa Mẹ sẽ ban cho chúng con những gì chúng con xin. Hãy suy niệm về sự thống khổ của Chúa Giêsu. Một thiếu nữ được thấy việc hiện ra, Jacinta Gonzalez Moynihan, chia sẻ cảm nghĩ của bà về sứ điệp nói trên. Trong chính đời sống cá nhân của tôi, sứ điệp làm tăng thêm đức tin. Sứ điệp giúp tôi cách thiêng liêng với sự lần chuỗi mai khôi
và đời sống gia đình của tôi. Việc hiện ra giúp tăng tiến tinh thần và đức tin của dân chúng trong làng. Đức Mẹ không chỉ đến với dân chúng trong làng Garabendan, nhưng Mẹ đến cho toàn thế giới, cho tất cả nhân loại. Những yếu tố căn bản của Garabendan là phép thánh thể và đời sống tu trì. Đức Mẹ nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc lần chuỗi mai khôi và cần phải cầu nguyện cho các tu sĩ và đặc biệt là vâng phục giáo hội. Garabandao cũng tuyên đoán 4 biến cố siêu nhiên sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ nhất, sự cảnh cáo toàn thế giới xảy ra ở trên trời. Biến cố siêu nhiên thứ hai xảy ra là phép lạ vĩ đại. Conchita được biết ngày giờ phép lạ và sẽ loan báo 8 ngày trước đó. Tất cả mọi người trong làng và chung quanh miền núi sẽ thấy phép lạ. Người bệnh sẽ được chữa lành và những người không tin sẽ trở lại. Thứ ba, một dấu hiệu siêu nhiên sẽ thấy được mãi và sẽ ở rừng thông cho đến tận thế. Dấu hiệu có thể chụp hình và truyền hình, tuy nhiên không ai có thể chạm được dấu hiệu. Thứ tư, sự trừng phạt xảy ra tùy theo sự đáp ứng của thế giới đối với lời kêu gọi của Mẹ Maria để hoán cải và sám hối. Cao điểm của những việc hiện ra ở Garabandal là tình yêu của người mẹ chúng ta. Mẹ Maria cho biết, Ngài như một người mẹ dịu dàng, thương yêu. Mẹ rõ ràng muốn tất cả chúng ta biết rằng, chúng ta tất cả là con của mẹ. Mẹ hứa phần thưởng cho mỗi một người. Tuy nhiên, mẹ nói rằng, sự vâng phục giáo hội phải được lưu ý trước nhất, vì điều này đem đến vinh quang hơn cho Thiên Chúa. Sự tra cứu mới về Garabandal lại được chỉ định một lần nữa vào năm 1986 do Đức Giám mục Dan Van Santander. Nhiều người khắp nơi trên thế giới chờ đợi kết quả của hội đồng mới này và đã chấp nhận trước quyết định sau cùng của giáo hội. Trong lịch sử Đức Mẹ hiện ra, Ngài liên lạc trực tiếp với vài người được chọn, thường thường là các trẻ em. Tuy nhiên, trong mỗi lần hiện ra, không nhất thiết để Đức Mẹ phải lên tiếng nói. Sự hiện diện của Ngài cũng đã đủ. Sự hiện diện trong thinh lặng. Trong tối ngày 2 tháng 4 1968, Đức Mẹ hiện ra như ánh sáng tỏa chiếu trên nóc nhà thờ Đức Bà thuộc Giáo hội Chính thống Catholic. Nhà thờ tọa lạc ở Zaytun, vùng ngoại ô Cairo, Ai Cập. Người ta thường kể hay tin là khi xưa, Thánh Giuse và Mẹ Maria đã đi ngang qua Zaytun khi trốn sang Ai Cập để tránh sự tìm giết của vua Herode. Người ta thấy Đức Mẹ luôn luôn cầm ngành ô liu và đôi khi cầm thánh giá di chuyển trong khoảng nóc nhà thờ. Vào lúc khác, Ngài cúi đầu trước thánh giá và ban phép lành cho dân chúng phía dưới. Dân chúng thuộc đủ mọi thành phần xã hội, nghề nghiệp và tôn giáo đã thấy Ngài trong hình dạng và phong thái khác nhau. Diện mạo bên ngoài của Ngài rất quen thuộc và được mọi người hiện diện chứng kiến, cả những người tin hay không tin. We even had our servant and she doesn't understand anything in Christianity and she was jumping up and down because she saw her and it's like ngay cả bà giúp việc của chúng tôi là người không hiểu chút gì về Kitô giáo, bà cũng nhảy nhổm lên vì thấy Đức Mẹ và giống như chúng tôi, bà thấy lạnh cả người. Không giống như một sự gì đơn giản, rất là sững sờ. Và cả người tôi khác lạ. Tôi không biết phải khóc hay hét lên nữa. Tôi không biết phải làm gì. Và có cô gái khoảng 17-18 tuổi. Tôi hỏi cô ta, có thể là chúng tôi nhìn lầm. Và chúng tôi hỏi, cô thấy gì không? Cô ấy nói, tôi thấy một bà dưới. Cô ấy cũng không biết hào quang là gì. Cô ấy nói là với triều thiên bằng bóng đèn, bởi vì Đức Mẹ sáng như thế đó. Chúng tôi thấy Đức Mẹ trong một khung cảnh như trong một bức tranh, toàn thân Ngài đứng đó rực sáng, Ngài thật đoan trang. Nhiều lần người ta thấy Đức Mẹ trong nhiều hình dáng khác nhau và bao phủ bằng muôn màu sắc.
việc hiện ra được đi kèm với những phép lạ chữa lành đã được chứng minh và ghi chép thành tài liệu bởi một hội đồng y khoa và các khoa học gia. Vào ngày 5 tháng 5 1968, Giáo hội Chính thống Coptic đã ban hành một quyết định qua văn phòng giáo chủ Kyrollis Đệ Lục tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra vài lần trên nhà thờ mang tên Ngài ở Zaytun, Ai Cập. Việc hiện ra liên tục trong khoảng trên 2 năm, xảy ra 2 hoặc 3 lần trong tuần, thường nhất là vào ngày lễ kính hay ban tối ngày lễ kính Đức Mẹ. Mỗi lần mẹ đến thăm kéo dài từ vài phút cho đến 8 giờ đồng hồ. Đám đông lên đến gần 300.000 người. Trong những người chứng kiến, có người theo Chính thống giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Do Thái giáo và những người vô tôn giáo từ mọi thành phần xã hội. Bác sĩ Venice Carlin, một người được chứng kiến việc hiện ra, nói lên sự xác quyết của bà về những biến cố này như sau. Tôi là bác sĩ và tôi tin những gì tôi thấy ở Zaytun. Và tôi không thể giải thích điều đó bằng y khoa hay khoa học. Đã có vô số phép lạ và chữa lành và hối cải. Đã được phúc trình vào những lúc đó là có những bồ câu màu trắng hay lấp lánh vàng bay lượn chung quanh Đức Mẹ vào ban đêm. Bay thật cao và rồi bỗng nhiên biến mất. Đây chắc chắn là một hiện tượng khác thường vì từ trước đến giờ bồ câu không bay vào ban đêm. Bồ câu xuất hiện trước, trong và sau khi Đức Mẹ hiện ra. Một hiện tượng khác đi liền với việc hiện ra ở Zaytun là có mùi trầm hương. Được một trong những giám mục diễn tả là mùi thơm thật nồng nàn như từ hàng triệu bó trầm. Mặc dù không nói một lời, mẹ đã đem đến một sứ điệp có ảnh hưởng cho các con của mẹ. Có phải sự im lặng của Đức Mẹ nói lên sự quan tâm yêu thương của mẹ với các con cái của Ngài, dù là Kitô hữu hay không là Kitô hữu? Quả phúc đã nảy sinh từ việc chứng kiến sự hiện diện đầy uy quyền của mẹ Maria. Không kể sắc tộc, màu da hay đức tin, Đức Mẹ hiện ra cho tất cả mọi người. Từ Trung Đông đến Á Đông, từ nóc nhà thờ đến bức tường gỗ trong một nhà nguyện nhỏ ở Akita, Nhật Bản. Đức Mẹ hiện ra đơn sơ, giản dị và ban sứ điệp cho mọi người. Vào năm 1973, trong một tu viện công giáo ở một xóm nhỏ ngoại ô thành phố Akita, Nhật Bản, chị Agnes Sasagawa trong nhà nguyện của nữ tu Thánh Thể Thánh Tâm đã cảm nghiệm lần đầu tiên trong nhiều hiện tượng siêu nhiên. Trong tháng 6 1973, khi chị Agnes mở nhà tạm để thờ kính, một luồng sáng thật mạnh phát ra từ đó, tràn ngập cả nhà nguyện. Việc này xảy ra liên tiếp trong 3 ngày liền, cũng như xảy ra trong ngày lễ Mình Thánh Chúa. Và một lần trong những lần xảy ra này, chị thấy các thiên thần thờ phượng Mình Thánh Chúa trong một vòng bán nguyệt quanh bàn thờ. Trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa trong tháng 6 1973, thiên thần bản mệnh của chị Sasagawa hiện ra với chị trong khi chị bị bệnh nằm nhà thương. Lúc đó, thiên thần dạy chị câu kinh Fatima được đọc sau mỗi trục kinh của chuỗi Mai Khôi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi xa hỏa ngục và đưa tất cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Lời cầu nguyện này hiển nhiên đã không được biết đến ở Nhật Bản trong những năm đầu của thập niên 1970. Trong cùng lúc khi thiên thần bản mệnh của chị hiện đến, một vết thương có hình thánh giá xuất hiện trong lòng bàn tay trái của chị và bắt đầu chảy máu. Vào ngày 6 tháng 6 1973, lời nguyện Thánh Thể
được viết bởi giám mục John Ito, địa phận Niigata, giờ đã về hưu, được sướng lên trong nhà nguyện bởi chị Sasagawa và đã được Đức Mẹ thêm vào chữ thật sự trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện thánh thể này nói lên tính cách quan trọng của sự hiện diện thật sự của Chúa Giê-xu trong bình thánh Chúa. Sau đó, trong cùng ngày, vết thương có máu xuất hiện bên tay phải của tượng mẹ Maria trong nhà nguyện. Thiên thần bản mệnh của chị nói rằng máu chảy mang ý nghĩa kêu gọi người tội lỗi trở lại và sám hối ăn năn tội. Vào ngày 23 tháng 9 1973, tượng bắt đầu xuất nước từ mặt đến chân. Cả hai mắt dàn rụa nước chảy dài trên mặt. Một mùi thơm, ngọt tỏa khắp nguyện đường. Điều này xảy ra nhiều lần trước sự chứng kiến của nhiều người, kể cả giám mục John Ito, là người đã đưa giọt nước mắt đi thử nghiệm tại đại học nổi tiếng của Nhật. Cuộc thử nghiệm cho biết đó là nước mắt của người. Tượng đã khóc tổng cộng 101 lần. Gijido Fujimoto là người chứng kiến những biến cố cho biết cảm tưởng của ông như sau. Tôi thấy nước mắt từ mặt Đức Mẹ chảy dài đến trái địa cầu ở dưới chân tượng. Tôi cũng nếm thử nước mắt đó và thấy vị mặn. Điều đó làm tôi nghĩ rằng Đức Mẹ muốn nhắn nhủ những gì đặc biệt cho tôi và cho mọi người khác. Bởi vì khi người mẹ khóc trước mặt con cái thì phải có điều gì quan trọng lắm. Vì thế, tôi nghĩ rằng khi Đức Mẹ chảy nước mắt qua bức tượng này, Ngài có một sứ điệp khẩn thiết cho tất cả chúng ta. Theo chị Sasagawa, Đức Mẹ muốn quy tụ tất cả những linh hồn có thể làm vui lòng Thiên Chúa bằng sự đau khổ họ đang gánh chịu. Đây là điều mà Đức Mẹ muốn ở Akita. Quý vị phải bắt đầu thống hối, bắt đầu cầu nguyện với tấm lòng trong trắng, tốt lành, trở lại với Chúa và dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Đó là điều quan trọng để trở thành Kitô hữu và để biết lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng hiến cuộc sống của chúng ta. Thế giới thì quá sa đọa và ích kỷ. Chúa yêu thương chúng ta thật sâu đậm. Ngài cố cứu chúng ta khỏi sự trừng phạt qua sứ điệp của Đức Mẹ. Chỉ có sự cầu nguyện sẽ hoàn tất công việc loan truyền sứ điệp. Vào ngày 13 tháng 10 1973, chị Sasagawa nhận được một sứ điệp thật quan trọng cho thế giới. Sự trừng phạt sẽ không đoán trước được và tệ hơn lục đại hồng thủy. Lửa sẽ lao xuống từ trời. Phần lớn nhân loại sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vì hậu quả của thiên tai này. Nếu con người không ăn năn, điều đó sẽ xảy ra. Mutsuo Fukushima, ký giả cho tờ Tokyo, chia sẻ ý tưởng của ông về sứ điệp này. Sứ điệp ở Akita là sứ điệp của tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương loài người sâu thẳm, đến nỗi Ngài phải ban cho toàn thể nhân loại những lời khuyến cáo này và những sứ điệp về sự sám hối, cầu nguyện. Sau 11 năm điều tra, giám mục John Ito chính thức tuyên bố những biến cố về bức tượng và sứ điệp được ban cho chị Sasagawa là có nguồn gốc từ siêu nhiên. Tôi tin rằng sứ điệp thứ ba ở Akita có liên hệ sâu xa đến Fatima. Ngay cả sau khi Đức Mẹ đã ban sứ điệp ở Fatima, loài người đã không sám hối thay đổi đời sống. Đức Mẹ phải lặp lại và làm sống lại ký ức về Fatima một lần nữa. Khi lần hạt mai khôi, hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho các giám mục và các tu sĩ. Hành động của ma quỷ sẽ lẻn vào ngay cả giáo hội, đến mức các hồng y sẽ chống đối các hồng y, các giám mục sẽ chống đối các giám mục. Những tu sĩ tôn kính mẹ sẽ bị sỉ nhục và bị tấn công bởi anh em mình. Giáo hội sẽ đầy những người chấp nhận lối sống dễ dãi, và ma quỷ sẽ ép buộc nhiều tu sĩ và giáo sĩ đạo đức bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa. Ma quỷ sẽ tập trung đặc biệt vào những linh hồn tận hiến cho Chúa. Suy nghĩ về sự mất mát của quá nhiều linh hồn làm mẹ thật buồn.
một trong những nơi Đức Mẹ hiện ra ít được biết đến nhưng đã được chấp nhận trong thế kỷ 20 là Betania, Venezuela. Nằm trong một nông trại nhỏ của làng Cua thuộc tiểu bang Miranda, nước Venezuela, Betania không giống như những nơi hiện ra khác với chỉ một ít người được chọn để xem thấy Đức Mẹ. Tại Betania, hơn 2.000 người phúc trình là họ đã thấy Đức Mẹ. Khi Mẹ hiện ra, không gian ngập tràn ánh sáng, kèm theo là mùi dịu ngọt của hoa hồng và những hiện tượng khác. Dân chúng thấy việc hiện ra mà không ngây ngất xuất thần. Đức Trinh Nữ hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều người được chứng kiến nói rằng Ngài giống như Đức Mẹ Lộ Đức với áo choàng xanh. Những người khác thấy Đức Mẹ giống như Đức Mẹ Núi Camelo hay Đức Mẹ Sầu Bi. Bà Maria Esperanza Bianchini, mẹ của 5 người con và được in 5 dấu thánh, là người đầu tiên thấy Đức Mẹ ở Betania vào ngày 25 tháng 3 1976. Bà cũng được thấy Mẹ và các thánh một cách riêng tư trong suốt cuộc đời của bà. Bà là người chính thức nhận được sứ điệp khi Đức Mẹ liên tục hiện ra với bà dưới danh hiệu Đấng Hòa Giải các dân tộc và các quốc gia. Đã đến lúc con người phải thức tỉnh vì những thiên tai trên thế giới. Việc Đức Mẹ hiện ra là lời kêu gọi toàn thể nhân loại để hòa giải mọi dân tộc. Vào ngày 25 tháng 3 1984, việc hiện ra thay đổi cách đáng kể, từ chỗ cá nhân đến chỗ công chúng. Đức Mẹ đã hiện ra 7 lần trong ngày đó tại Betania, mỗi lần lâu từ 10 đến 15 phút. 108 người nói là được thấy tận mắt Đức Mẹ như một người sống động, giống như Đức Mẹ Lộ Đức, thắt dây lưng xanh và tỏa sáng vô ngần. Việc hiện ra sau cùng trong ngày hôm ấy lâu 30 phút. Những biến cố của chiều hôm đó đã được ghi chép và trình lên Đức Giám mục địa phương. Vào ngày 21 tháng 11 1987, Đức ông Pio Bello Ricardo, Giám mục của Los Teques, sau khi điều tra kỹ lưỡng, đã ban bố một lá thư mục vụ chấp nhận việc hiện ra. Đây là nơi hiện ra thứ tư được chấp nhận trong thế kỷ 20. Những việc hiện ra ở Betania đây được công nhận trong sự thật của nó. Sự tuyên bố của tôi là những việc hiện ra này là có thật và siêu nhiên và do Thiên Chúa. Đức Giám mục Ricardo tiếp tục thâu thập những chứng tích từ các cá nhân trong Betania. Sứ điệp của Đức Mẹ thật hiển nhiên. Đó là lời kêu gọi phục hồi và thấm sâu hơn đức tin Công giáo. Lời kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội, các tu sĩ, sự ăn năn trở lại của những người tội lỗi và cho hòa bình trên thế giới. Khuyến khích việc năng lãnh nhận các bí tích và kêu gọi sự liên kết đáp ứng với các vấn đề bác ái, công bằng xã hội, nhất là với những người nghèo và những người cần đến. Đã được phúc trình không chính thức là Đức Mẹ tiếp tục hiện ra với đám đông. Mỗi cuối tuần và trong những ngày lễ, hàng ngàn người hành hương tới Betania, nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Dân chúng lấy nước từ gành đá cầu xin được hối cải và chữa lành. Quả phúc của việc hiện ra thật rõ ràng. Nhiều sự chữa lành được ghi nhận và nhiều người đã ăn năn trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến Betania. Tôi đến để cảm ơn Mẹ Maria vì phép là Mẹ đã làm cho tôi. Tôi bị câm và liệt nửa người. Một người bạn đem cho tôi nước từ gần đá và nói tôi uống đi. Trong vòng 10 giờ đồng hồ sau, tôi được lành lặn hoàn toàn. Bây giờ tôi kính mến Đức Mẹ hơn nữa
và tôi đến đây để tạ ơn Ngài. Sự hiện diện của mẹ Maria trong Betania truyền đi sứ điệp của sự hòa giải đến thế giới giữa các dân tộc và quốc gia. Chúng ta có muốn hòa giải những bất đồng của chúng ta không? Linh mục René Laurentin, tác giả nổi tiếng khảo cứu về Đức Mẹ và là nhà thần học, chia sẻ quan điểm của Ngài về việc Đức Mẹ hiện ra trong điều kiện của thế giới như sau. Tôi nghĩ thế giới trong tình trạng bi thảm và những việc hiện ra dường như là sự khuyến cáo thế giới rằng chúng ta phải để ý vì thế giới đang tự hủy diệt. Nó đang tự hủy diệt. Đây là sứ điệp của Medjugorje và của nhiều việc hiện ra. Nó quan trọng, rất là quan trọng. Tại sao có sự gia tăng việc Đức Mẹ hiện ra trong phần cuối thế kỷ này? Những việc hiện ra của Đức Mẹ chứng minh sự hiện diện năng động của Mẹ trong đời sống giáo hội. Mẹ đang ban tình mẫu tử của Mẹ, hướng đến sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu con Mẹ. Chính ở Medjugorje, Nam Tư, là nơi trong phần cuối của thế kỷ, Đức Mẹ đang tiếp tục mời gọi tất cả chúng ta nghiêm trọng lắng nghe sứ điệp của Ngài. Từ một ngôi làng miền núi của người Croat nguyên thủy nằm trong một trung tâm tân tiến của Nam Tư, đã vang lên sứ điệp cho thế giới được ban xuống bởi Mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 1981, 6 thiếu niên nam nữ người Croat của sứ đạo St. James ở Medjugorje, cái tên có nghĩa giữa vùng đồi núi, đã thấy việc hiện ra của Đức Mẹ được biết đến là Gospa. 6 người được thấy là Vika Ivankovic, Mirjana Vrajicevic, Maria Palovic, Ivan Vrajicevic, Ivanka Ivankovic và Jakov Cholo. Họ được thấy Đức Trinh Nữ như một người thật khi họ bắt đầu xuất thần, mất tất cả cảm giác thời gian và không gian. Những khoa học gia từ Milan và từ Đại học Pháp Montpellier đã làm nhiều thử nghiệm khoa học ghi nhận sự xác thực của những trạng thái xuất thần này. Sứ điệp của mẹ Maria ở Medjugorje gồm những gì? 6 chủ đề nổi bật trong nội dung của những sứ điệp là đức tin, cầu nguyện, ăn chay, sám hối, trở lại và bình an. Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, lặp đi lặp lại phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện trong lúc thử thách, cầu nguyện cho sự trở lại, cầu nguyện trong cộng đồng và cầu nguyện để làm suy yếu những nỗ lực của Satan. Vika Ivankovic xác nhận rằng mẹ Maria liên lỉ kêu gọi cầu nguyện hết lòng. Mẹ yêu cầu lần ba chuỗi mai khôi, yêu cầu các gia đình cầu nguyện chung mỗi tối cho những kẻ có tội ăn năn trở lại. Đức Mẹ nói rằng thánh lễ hằng ngày là món quà đặc biệt trong ngày, và mỗi khi chúng ta chầu thánh thể Chúa Giê-xu thì Đức Mẹ cũng hiện diện. Gospa, Nữ Vương Hòa Bình, khẩn khoản nài xin thế giới cầu nguyện cho hòa bình nhân loại. Hòa bình chỉ có thể thực hiện qua sự cầu nguyện và thực tâm hoán cải. Mẹ tiếp tục kêu gọi chúng ta thay đổi tâm hồn, tránh xa tội lỗi, tránh xa Satan và hoàn toàn phó thác đời sống chúng ta cho Chúa Giê-xu Ki-tô. Đức Mẹ cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết xưng tội hàng tháng như một ý nghĩa chính yếu cho sự hoán cải. Ăn chay cũng là một phần của sứ điệp Medjugorje.
ăn chay là ý nghĩa thật sự của việc hoán cải. Các con thật yêu dấu của mẹ. Thế giới đã quên giá trị của việc cầu nguyện và ăn chay. Với sự cầu nguyện và ăn chay, chiến tranh có thể bị chặn lại và luật tự nhiên bị gián đoạn. Hình thức ăn chay tốt nhất là bánh không nhân và nước lã. Quả phúc của Medjugorje thật dồi dào. Từ khắp nơi trên thế giới, dân chúng từ mọi đức tin và thành phần xã hội đã đích thân đến thăm nơi hiện ra để cảm nghiệm sự bình an dư dật này. Tôi là khoa học gia, là giáo sư từ West Indies. Tôi đã được vài cảm nghiệm đặc biệt ở đây, trong Medjugorje và trước đó, nhất là ở đây, tại Medjugorje. Đây là lần thứ ba tôi đến đây. Và tôi đã thấy một vài dấu hiệu mà với tôi, khoa học không thể giải thích được. Tôi không hồ nghi gì về những dấu bên ngoài mà nhiều người đã thấy là công việc của mẹ trong nỗ lực dẫn dắt những ai còn nghi ngờ đến việc tin tưởng. Nhiều lần, Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình đã khuyến cáo chúng ta về sự nghiêm phạt thế giới. Chúng ta có thể tránh những sự nghiêm phạt này qua sự cầu nguyện, ăn chay, tin tưởng và hoán cải. Tất cả những người được thấy việc hiện ra sẽ nhận 10 bí mật chứa đựng những tin tức liên quan đến sự nghiêm phạt này. Đức Mẹ hứa sẽ để lại một dấu có thể nhìn thấy được trên núi Bardo, được gọi là núi Mẹ hiện ra. Dấu hiệu này là bằng chứng và là nguồn hối cải cho thế giới. Mặc dầu sứ điệp đã nhấn mạnh nhiều đến sự trừng phạt, chính yếu của sứ điệp Medjugorje không phải là một trong những sự trừng phạt của ngày phán xét, nhưng là một trong những bình an vĩ đại. Đức Mẹ đã bảo đảm với chúng ta không bao giờ quá trễ để ăn năn trở lại. Tương lai của các con tùy thuộc sự hối cải. Từ đồi núi Nam Tư đến rừng rậm Phi Châu, Chúa Giê-xu đã gửi mẹ Ngài đến với nhân loại và những lời nhắn nhủ. Sứ điệp của Đức Mẹ ở Kibeho, Wanda thật khẩn thiết, được biết đến như mẹ nhân loại. Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra trong một trường học công giáo ở Kibeho với 7 người trẻ từ tháng 11 1981. Việc hiện ra không chỉ có Đức Mẹ mà còn có Chúa Giê-xu, con mẹ. Những người được thấy gồm Anatali Mukama Zimpaka, Marie Claire Mukangano, Stephanie Mukamurenzi, Agnes Kamagazu, Vestin Salima, Emmanuel Segastasia và Alphonsine Mumerek. Đức Mẹ hứa với tôi trong lần hiện ra cuối cùng là Ngài sẽ hiện ra nữa trong ngày này, khoảng giữa trưa, ngay tại khu nội trú đây.
Đức Mẹ tiếp tục nói về sự quan trọng của chuỗi mai khôi và sự cầu nguyện. Mẹ yêu cầu chúng ta quý trọng chính chúng ta và yêu thương đồng loại. Chúng ta phải trở nên gương mẫu tốt lành cho tuổi trẻ trên thế giới. Đức Giám mục của Butare, Jean-Baptiste Gahamani, đã chính thức thành lập một hội đồng để điều tra những việc hiện ra. Ngày nay, việc hiện ra được công nhận trong bước đầu, đó là việc tổ chức sùng kính Đức Mẹ ở Kibeho được chấp nhận. Dân chúng ở đây thật vững lòng tin, căn bản đã được xây đắp từ lâu để chuẩn bị cho những việc hiện ra này. Sứ điệp của Đức Mẹ là hoán cải, cầu nguyện và tỉnh thức. Sứ điệp chính của Kibeho theo Emmanuel Segat Stasia là sự ăn năn và chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa Giêsu. Emmanuel là một nông dân trước khi Chúa Giêsu hiện đến với anh trong cánh đồng trồng đậu. Chính Chúa Giêsu đã dạy anh kinh lạy Cha và cách lần chuỗi mai khôi. Thiên Chúa đã dạy cho tôi giá trị của sự đau khổ. Vì chính sự đau khổ của Ngài đã cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu nói với tôi rằng, chúng ta phải thay đổi đời sống, từ bỏ tội lỗi, cầu nguyện và chuẩn bị cho sự chết của chính chúng ta và cho ngày tận thế. Chúng ta phải chuẩn bị trong khi còn có thời giờ. Những người làm việc lành sẽ lên thiên đàng. Những người làm điều dữ, họ tự kết án chính mình mà không còn hy vọng van xin. Đừng phí thời giờ mà không làm việc tốt lành và cầu nguyện. Không còn nhiều thời giờ nữa và Chúa Giêsu sẽ đến. Ngày nay, Emmanuel rao giảng tin mừng khắp Phi Châu, loan báo những sứ điệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria cho những người tin hoặc những người không tin. Quả phúc của việc hiện ra thật rõ ràng, với sự gia tăng số người đi tu và sự sốt sắng canh tân tinh thần của dân chúng Wanda. Như kết quả của việc hiện ra, cả nước đã chính thức dâng hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Chúng ta có đang lắng nghe những sứ điệp hoán cải này không? Vì phần rỗi của các con, mẹ đến để chuẩn bị cho Chúa Giêsu. Con mẹ và các con không muốn hiểu. Thời giờ còn lại thì ngắn ngủi và các con thì lơ đãng. Các con bị lôi cuốn bởi vật chất chấn qua của thế gian. Mẹ đã thấy nhiều người bị lầm lạc. Và mẹ đến để chỉ cho các con đường ngay nẻo chánh. Bên kia quả địa cầu ở Nazu, Đại Hàn, người nữ tỳ của Thiên Chúa đã loan truyền một sứ điệp nghiêm trọng cho thế giới. Như một gương mẫu và trung gian mọi ân sủng, Đức Mẹ thật dịu dàng nhưng kiên cường, hướng lời cầu nguyện của chúng ta đến Chúa Giêsu, con mẹ. Một trong những công việc hiển nhiên và gần đây nhất của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại đã xảy ra trong một làng nhỏ ở Nazu, Đại Hàn. Bắt đầu vào ngày 30 tháng 6, 1985, bức tượng của bà Julia Kim bắt đầu chảy nước mắt. Bà Julia Kim là mẹ của ba người con. Kể từ ngày đó, tượng đã chảy nước mắt nhiều lần, ngay cả chảy nước mắt bằng máu. Được biết đến như đấng vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ đã nhiều lần yêu cầu sự cầu nguyện, hy sinh và sám hối, khuyến khích chúng ta đừng trốn tránh những việc trên. Bởi vì qua những công việc đó, dáng của chúng ta được biến đổi thành ân phúc và phép lành cho nhiều linh hồn. Sứ điệp của Nazu song song với sứ điệp của Akita và Fatima. Đức Mẹ sầu khổ vì tội lỗi thế giới và sự thất bại của các con mẹ trong việc ăn năn hoán cải. Có quá nhiều người khiêu khích cơn thịnh nộ chính đáng của Thiên Chúa vì tội lỗi vô ngần của họ. Họ phải sợ cơn thịnh nộ chính đáng của Thiên Chúa để lửa trời không đổ xuống đất. Mẹ cầu nguyện không ngừng cho những người đắm mình trong xấu xa và đồi trụy. Nhưng nếu họ không chấp nhận những lời nhắn nhủ của mẹ,
Nếu họ tiếp tục tìm kiếm những gì thuộc về thế gian mà không tìm kiếm những gì thuộc về thiên đàng thì sẽ quá muộn. Mẹ yêu cầu các con điều này vì sự nghiêm trị có thể đến qua chính nhân loại. Một trong những sứ điệp mạnh mẽ nhất được chuyển giao cho thế giới từ Nazu đề cập đến việc phá thai. Đức mẹ nói với tôi rằng những bào thai nhỏ bé này nài xin sự sống. Còn sự đau khổ nào tàn nhẫn hơn của những bào thai nhỏ bé, vô tội, bị ép buộc phải chịu hình phạt phi lý, bị lấy ra khỏi lòng mẹ của chúng. Nó làm cho mẹ và Chúa đau khổ vô cùng. Đức mẹ buồn rầu khi thấy sự lạnh lùng và vô tâm của những người mẹ giết con mình. Đó là những mầm sống ngây thơ vô tội. Thế giới tự hủy hoại không ngừng, trong khi Satan vận dụng mọi sức lực của nó để tiêu diệt thế giới. Mẹ ao ước gìn giữ thế giới bằng sự chiến thắng của lòng thương xót và tình yêu của mẹ. Đó là tại sao trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ chiến thắng. Nếu các con cầu nguyện với mẹ, nắm tay mẹ trong sự tin tưởng, thì trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ chắc chắn sẽ thắng. Đức mẹ hiện đến nhiều lần như một người mẹ yêu thương, lo lắng của tất cả mọi người để khuyến cáo chúng ta trở lại với Chúa Giê-xu, con mẹ. Có phải ngay từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy sứ điệp Fatima đang được hoàn tất ở Ukraine? Vào ngày 26 tháng 4 1987, dân chúng Ukraine nhận được một dấu hiệu hy vọng. Đức mẹ hiện ra trên nhà thờ Ba Ngôi trong ngôi làng Husiv ở Ukraine. Việc này đã xảy ra vào đúng ngày giờ đánh dấu vụ nổ ở Chernobyl. Marina Kizin, 12 tuổi, trong khi đến trường học đã thấy Đức mẹ hiện ra trên bao lơn của nhà thờ. Tin tức về việc hiện ra được loan truyền nhanh chóng. Chẳng bao lâu, bao nhiêu người đã tụ tập để chứng kiến Đức mẹ hiện ra trên nóc nhà thờ. Xin nhắc lại là vào năm 1914, Đức mẹ đã ban một sứ điệp nói rằng giáo hội Ukraine sẽ bị đau khổ vì ngược đãi và bị xâm phạm khủng khiếp trong 80 năm. Dù bị trăm ngàn đau khổ vì đức tin công giáo, người Ukraine đã trung tín, giữ gìn, nuôi dưỡng truyền thống giáo hội một cách lén lút. Joseph Tereya là nhân chứng những biến cố này, hiện đang tị nạn ở Gia Na Đại sau khi bị tù 23 năm vì đức tin công giáo. Hàng vạn người, có nhiều người đến từ các vùng thật xa trong nước Nga, đã nghe và thấy Đức Mẹ. Nhiều người thuộc đủ tôn giáo, Lutheran, Do Thái giáo và Hồi giáo, đã chứng kiến những việc hiện ra và họ đã trở lại. Ông Joseph cho biết rằng Đức Mẹ tiếp tục hiện ra trên khắp nước Ukraine. Việc hiện ra ở Fatima đã tiên đoán sự trở lại của nước Nga. Từ 1917 ở Fatima đến thập niên 1990 ở Ukraine, Đức Mẹ đã rõ ràng loan báo cho chúng ta lời kêu gọi khẩn thiết của Mẹ. Mẹ đã dẫn dụ chúng ta, những người con thân yêu của Mẹ hãy sám hối và cầu nguyện kẻo quá trễ. Mẹ hiện ra để dẫn lối cho chúng ta. Qua lịch sử những việc hiện ra, sứ điệp của Đức Mẹ vang vọng giống nhau. Mặc dầu những nơi hiện ra, những người được thấy và văn hóa khác nhau,
nguyên do chính của những lần thăm viếng yêu thương của Đức Mẹ từ trời cao đến đất hèn đều giống nhau. Mẹ muốn thức tỉnh những tâm hồn mê muội của chúng ta, muốn mở mắt chúng ta, muốn nhắc nhở chúng ta về tình yêu và lòng thương xót liên tục của Thiên Chúa, mặc dù tình trạng tội lỗi hiện thời của chúng ta. Bây giờ, quý vị có sự chọn lựa vào thời điểm then chốt của lịch sử, hoặc chấp nhận lời kêu gọi của Đức Mẹ qua những sứ điệp của Ngài, hay làm ngơ tất cả và đối diện với những hậu quả. Sự lựa chọn là ở quý vị. Các con rất yêu quý của mẹ. Mẹ, người mẹ của các con, yêu thương các con, và mẹ ao ước khuyên nhủ các con cầu nguyện. Và mẹ mời gọi các con, dù các con thật xa với trái tim mẹ. Mẹ thấy đau đớn vì tất cả những đứa con lầm lạc. Mẹ van xin các con hãy trọn vẹn hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và sống những sứ điệp của mẹ đã ban cho các con.